Khoa ngoại quên đưa qua. Tôi tới nói với chủ nhiệm Dương là bệnh nhân của tôi không thể chờ nữa rồi, nên hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Lúc chuyển nước, tay thường hơi bị lạnh. Tôi giúp anh sưởi ấm. Lúc bố mẹ cô đi, có dặn dò tôi là phải chăm sóc tốt cho cô. Nói cô tính tình thẳng, dễ đắc tội với người khác. Bây giờ xem ra, tôi có thể báo cáo rồi. Mấy câu kiểu này, mẹ tôi gặp ai cũng nói. Bạn bè đồng nghiệp thầy cô của tôi. Trừ mấy chuyện này ra, mẹ tôi còn nói gì với anh nữa không? Cũng có nói chút chuyện khác. Nói gì vậy? Mẹ cô nói, dì ấy có thể nhìn ra là cô rất nể tôi. Đó là sự thật mà. Còn nói là tối hôm đó muốn khảo hạch tôi. Tôi đúng là một chính nhân quân tử. Lại bắt đầu chuyển hướng rồi. Cuối cùng dì nói, dì chịu trách nhiệm giữ em bé. Đừng động đậy. Anh không sao chứ? Không sao. Tôi cảm thấy mẹ tôi nói rất đúng. Tôi rất có khả năng bị viêm phổi. Vậy thì lây qua cho tôi đi, tránh gây tai họa cho người khác. Như vậy có vẻ không khoa học cho lắm. Cô có còn là bác sĩ không đấy? Bây giờ không phải. Trước đây mỗi khi nhận bệnh nhân viêm phổi, cô đều chữa trị theo cách này sao? Tôi chỉ chữa cho mình anh thôi. Tôi xin lỗi bác sĩ Trang. Bác sĩ Lục cũng ở đây à? Cô cũng biết lấy ven để truyền nước sao? Không sao đâu. Ở đây có bác sĩ Lục chăm sóc tôi rồi. Cô đi làm việc đi. À, nếu như không có việc gì, tôi đi trước đây. Bác sĩ Lục, đưa tôi xem. Đưa tôi xem. Chuyện kinh thiên động địa, bác sĩ Lục thần hy khoa cấp cứu và bác sĩ Trang thứ khoa ngoại lồng ngực hôn nhau ở phòng trị liệu chúng ta. Xóa. Vâng, nếu như có người nào biết chuyện này thì chắc chắn do cô nói. Bác sĩ Lục, chắc cô không diệt khẩu tôi chứ? Diệt khẩu thì không dám, nhưng tôi có thể điều cô tới khoa cấp cứu. Đã xóa xong chưa? Xóa xong rồi, đi đi. Vâng.
các khu vực trong thành phố đều mưa to không ngớt. Phóng viên của đài đưa tin từ trung tâm khí tượng thành phố Gia Lâm. 4 giờ 15 phút chiều đã phát tín hiệu cảnh báo mưa màu cam. Hiện tại khu vực phía đông đang có mưa dông lớn, có xu hướng chuyển dần sang phía tây. Hôm nay mưa to thật. Anh chạy chậm thôi. Để giải quyết chuyện này, chỉ có thể để bọn họ tự đứng ra. Nhưng bây giờ họ, ai cũng đã trở thành nhân vật có tiếng tăm trong ngành y. Làm sao người ta có thể nghe cậu chứ? Trang Thứ, cậu không có bất cứ chứng cứ gì, vậy mà dám đến tố cáo tôi với thầy Tu. Vậy để tôi cho cậu biết, tất cả hồ sơ đều được lưu giữ ở tủ hồ sơ của phòng sức khỏe và gia đình. Tôi có thể ra mặt điều tra, cậu cứ làm đi. Nếu như hậu bối có thể đi cùng nhau trên con đường hạnh phúc mà không bị vướng bận bởi chuyện cũ, thì cũng xem như đây là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Cho dù tôi có thể đi cùng với cô ấy, lẽ nào tôi lại phải giấu cô ấy cả đời sao? Khoa ngoại quên đưa qua. Tôi tới nói với chủ nhiệm Dương là bệnh nhân của tôi không thể chờ nữa rồi, nên hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Lúc chuyển nước, tay thường hơi bị lạnh. Tôi giúp anh sưởi ấm. Lúc bố mẹ cô đi, có dặn dò tôi là phải chăm sóc tốt cho cô. Nói cô tính tình thẳng, dễ đắc tội với người khác. Bây giờ xem ra tôi có thể báo cáo rồi. Mấy câu kiểu này mẹ tôi gặp ai cũng nói. Bạn bè đồng nghiệp thầy cô của tôi, trừ mấy chuyện này ra, mẹ tôi còn nói gì với anh nữa không? Cũng có nói chút chuyện khác. Nói gì vậy? Mẹ cô nói dì ấy có thể nhìn ra là cô rất nể tôi. Đó là sự thật mà. Còn nói là tối hôm đó muốn khảo hạch tôi. Tôi đúng là một chính nhân quân tử. Lại bắt đầu chuyển hướng rồi. Cuối cùng dì nói, dì chịu trách nhiệm giữ em bé. Đừng động đậy. Anh không sao chứ? Không sao. Tôi cảm thấy mẹ tôi nói rất đúng. Tôi rất có khả năng bị viêm phổi. Vậy thì lây qua cho tôi đi, tránh gây tai họa cho người khác. Như vậy có vẻ không khoa học cho lắm. Cô có còn là bác sĩ không đấy? Bây giờ không phải. Trước đây mỗi khi nhận bệnh nhân viêm phổi, cô đều chữa trị theo cách này sao? Tôi chỉ chữa cho mình anh thôi.
Tôi xin lỗi bác sĩ Trang. Bác sĩ Lục cũng ở đây à? Cô cũng biết lấy ven để truyền nước sao? Không sao đâu. Ở đây có bác sĩ Lục chăm sóc tôi rồi. Cô đi làm việc đi. À, nếu như không có việc gì, tôi đi trước đây. Bác sĩ Lục, đưa tôi xem. Đưa tôi xem. Chuyện kinh thiên động địa, bác sĩ Lục Thần Hy khoa cấp cứu và bác sĩ Trang Thứ khoa ngoại lồng ngực hôn nhau ở phòng trị liệu chúng ta. Xóa. Vâng, nếu như có người nào biết chuyện này thì chắc chắn do cô nói. Bác sĩ Lục, chắc cô không diệt khẩu tôi chứ? Diệt khẩu thì không dám, nhưng tôi có thể điều cô tới khoa cấp cứu. Đã xóa xong chưa? Xóa xong rồi. Đi đi. Vâng. Các khu vực trong thành phố đều mưa to không ngớt. Phóng viên của đài đưa tin từ trung tâm khí tượng thành phố Gia Lâm. 4 giờ 15 phút chiều đã phát tín hiệu cảnh báo mưa màu cam. Hiện tại khu vực phía đông đang có mưa dông lớn, có xu hướng chuyển dần sang phía tây. Hôm nay mưa to thật. Anh chạy chậm thôi. Để giải quyết chuyện này, chỉ có thể để bọn họ tự đứng ra. Nhưng bây giờ họ, ai cũng đã trở thành nhân vật có tiếng tăm trong ngành y. Làm sao người ta có thể nghe cậu chứ? Trang Thứ, cậu không có bất cứ chứng cứ gì, vậy mà dám đến tố cáo tôi với thầy Tu. Vậy để tôi cho cậu biết, tất cả hồ sơ đều được lưu giữ ở tủ hồ sơ của phòng sức khỏe và gia đình. Tôi có thể ra mặt điều tra, cậu cứ làm đi. Nếu như hậu bối có thể đi cùng nhau trên con đường hạnh phúc mà không bị vướng bận bởi chuyện cũ, thì cũng xem như đây là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Cho dù tôi có thể đi cùng với cô ấy, lẽ nào tôi lại phải giấu cô ấy cả đời sao?